Một con ác sở hữu gần 6 triệu lực chiến, đây là tổng lực chiến hiện tại của toàn bộ tướng thôi, chứ còn lại thêm linh thú vào nữa thì lực chiến nó sẽ khác. Sở hữu trung bình VIP 11 nha anh em, 216 cấp. Đây là con ác top ở bên server S1 anh em nhé. Video ngày hôm nay khi mà may mắn được anh Nguyễn Trung Hiếu cho mượn ác để mà review một vị tướng đang khá là hot hiện tại, đó là Akaza. Một vị tướng sức mạnh khá là ghê gớm và cũng gặp nhiều những cái luồng ý kiến trái chiều với cái sự kiện hiện tại thì tốn khá là nhiều kim cương để mà sở hữu được nhân vật, còn nâng cấp lên được sao cao hơn thì chúng ta sẽ tốn thêm nhiều kim cương hơn nữa em nhé. Ok, và đây là con ác sở hữu Akaza. Akaza của con ác anh Nguyễn Trung Hiếu thì đang max level là 250 cấp này. Chúng ta có được max sao, max sao hiện tại là 10 anh em nhé. Và ở đây thì chúng ta sẽ cần từ 4 sao tím này nâng cấp lên một sao đỏ em nhé. Một sao đỏ, một sao cam, cái này gọi là sao cam anh em nhỉ. Đấy, thì đã mắc sao rồi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có phần thức tỉnh nữa anh em. Mở cái phần thức tỉnh nữa này. Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ, cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Nhưng mà hiện tại thì cái ô thức tỉnh này vẫn chưa mở được cái ô nào cả. Chúng ta có luôn cái trang phục đó là Akaza đen hồng với 10% công và 10% miễn chống. Đây là cái trang phục ra cùng với cái sự kiện của tướng mới Akaza. Nó là cái phần thời trang này. Đấy. Ở đây là ủa hay quay mắt luôn anh em ạ. Quay mắt cái phần này luôn. Quá dữ. Chúng ta sẽ cùng vào sâu cái vị tướng này để xem sức mạnh nó ra sao. Sở hữu trong mình hơn 1 triệu lực chiến này. Chúng ta có 118.310 tấn công này, máu là 2 triệu này, thủ này, tốc độ này, chặn này, miễn chống và giảm sát thương. Ok, đây là những cái chỉ số hiện tại có của Akaza. Chúng ta sẽ có thêm một bộ trang bị đỏ 2 sao em nhé. Kích full bộ ở đây với 11% máu, 15% công và 6% máu. Kích 4 món này. Chúng ta có thêm một bảo vật rất là xịn sò ở đây, đó là hoa anh đào với 10% giảm sát thương và 9% máu. Thêm vào đó nữa là cái bùa đỏ hiện tại ở đây 1020 công và 20,5% công. Một chỉ số sát thương rất là cao, rất là ghê gớm ở cái món bùa em nhá. Ok. Chúng ta sẽ có thêm cái phần kiếm đạo hiện tại thì đã nâng cấp ở cái phần vai trò thợ săn là cấp 70. Còn phần nhóm hạng SS ở đây thì nâng cấp cấp độ là 58. Ở đây là chỉ số máu này, anh ấy dồn vào cái chỉ số công. Với công cộng 13,091. Đây là phần trăm hay là cái gì bạn? Công là 13,091 này, còn công thêm cộng thêm 20% nữa. Đấy. Ok, sắp lên được sắp lên được 6 sao rồi ở cái phần vai trò thợ săn này. Nâng cấp cái chỉ số rất là ghê gớm. Con ác cùi bắp của mình thì đang cố lắm là nên được cái cấp 30. Còn lại thì nâng cấp nẹt đẹt thôi anh em nhé. Và bộ kỹ năng ở đây thì đã nâng cấp hết nên được cấp 3 rồi. Đương nhiên là khi max level hiện tại thì nó sẽ là cấp 3. Và khi mà có cấp 3 được thì cái chiêu hủy diệt ở đây thì 100% hồi sinh khi mà bị tử vong em nhé. Với 100% máu. Kinh hoạt được một lần. Còn lại thì ở những cái cấp độ sao thấp hơn, level thấp hơn thì chúng ta sẽ giảm cái tỷ lệ xuống còn 70 hay là 50%. Với cái chiêu nộ của Akaza thì chúng ta sẽ có được gây sát thương bằng 125% công với kẻ địch. Và mỗi mục tiêu nhận 2 đến 5 tầng sóng xung kích, tăng bản thân 25% giảm sát thương trong vòng 3 lượt. Sóng xung kích thì sẽ gây sát thương bằng 200% công sau 1 lượt em nhé. Công càng cao sát thương càng lớn này. Ở phần chiêu phá hoại sát, tăng 35% máu, 25% miễn chống và 40% chặn. Còn chiêu thể chất siêu phàm. Chiêu này thì khi mà nhận sát thương từ nộ hoặc là đánh thường thì sẽ tạo 2 tầng sóng xung kích lên toàn bộ kẻ địch. Đấy, lên toàn bộ kẻ địch em nhé. Bản thân có 50% tự hồi máu bằng 15% máu tối đa. Nói chung là Akaza thì mạnh ở cái khoảng đó là búp sóng xung kích vào kẻ địch và nó sẽ lổ sát thương em nhé. Thêm vào đó nữa là cái chỉ số trâu bò của vị tướng này với các cái chỉ số máu hay là chặn hay là miễn chống các thứ ấy, thì nó cũng sẽ giúp cái vị tướng này trâu bò hơn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng Akaza này đi đấm thử xem sao. Kể ra mà mượn được con ác của anh Nguyễn Trung Hiếu này sớm mà quay cái quá trình nâng cấp Akaza để xem chỉ số nó nâng cấp lên như thế nào với từng cái số sao một em nhỉ. Thì phê, tuy thế thì anh đã nâng cấp rồi. Ở trên đây bảng xếp hạng của chúng ta đây, con ác với in-game của anh Nguyễn Trung Hiếu là Kaiser và chúng ta có top 1 tổng lực chiến này.
Top 1 vượt ải này, top 1 vô hạn thành, top top 3 ở huấn luyện này, top 1 ở lực chiến hệ nước, hệ lửa là top 3, hệ gió là top 1, hệ quỷ là top 1 em nhá. Chúng ta sẽ cùng đi đấu ở trong cái phần đấu trường xem sao. Đấu trường hiện tại, ôi bị đấm à. Đội hình hiện tại này. Đấy. Chúng ta có một đội hình rất là mạnh với 7 triệu 10 lực chiến thêm cả pet. 6 triệu 6. Chúng ta hãy cùng đấm với hơi thở mắm tôm như thế nào em nhá. Ở đây thì sẽ sử dụng chim để mà đấm em ạ. Akaza đây. Đây, Akaza của chúng ta đã búp vào kẻ địch với các cái chỉ số hơi sóng xung kích đây anh em nhỉ. Nó tên là sóng xung kích phải không? Đấy, sóng xung kích tí nó nổ nhìn nó mới phê. Cả hai bên đều có Akaza và hai Akaza đều là top, đều là mắc hiện tại rồi. Còn lại thì nó ở cái chỉ số bên trang bị thôi. Nổ này, Akaza bên mình vẫn còn đang khá là nhiều máu em nhá. Cái hiệu ứng ultimate của Akaza cũng rất là đẹp. Tí nữa thử dùng trang phục thường xem là hiệu ứng của nó có khác gì khi mà chúng ta mặc cái trang phục vào hay không. Mình nghĩ là giống như cái bản global thì hình như là nó không có khác gì cả. Nó khác mỗi cái ngoại hình của nhân vật thôi anh em nhé. Con ác của mình thì đang tranh lực chiến với bên kia khá là nhiều. Ôi, hồi sinh đây anh em. Bên mình thì vẫn còn một tơn hồi sinh của Akaza nữa. 341 nổ sát thương rất phê. Chim đã hạ gục rồi, Akaza bên mình vẫn chưa bị tử vong. Cái ram nó nổ nó hồi sinh lại thì phê anh em nhé. Hãy cùng xem Akaza ở đây thì mình sẽ thử bỏ cái trang phục ở xem thế nào nhé. Dùng trang phục thường các bạn. Rồi, đấm vào Akaza phát là chúng ta sẽ có luôn cái hiệu ứng sóng xung kích. Công thường và nộ phát là bị dính sóng xung kích ngay. Cái hiệu ứng của Akaza trang phục Blackpink. Trang phục Blackpink để xem nào. Hãy cùng theo dõi nào. Ui nó nổ. Đây là hiệu ứng trang phục Blackpink nha. Còn lại thì hiệu ứng thường của Akaza chúng ta sẽ cùng theo dõi. Bên mình đã bị lổ khá là căng nhỉ. Tại vì đơn giản là khi Akaza không mặc trang phục thì nó sẽ bị giảm mất 10% công với lại 10% máu hay sao ấy. Đấy, nó bị giảm đi khá là nhiều. Đây, rồi, ôi, cái hiệu ứng. Em lưu ý là cái hiệu ứng trang phục của nó đã được thay đổi em nhé. Có nghĩa là khi mà mặc trang phục vào thì nó sẽ rất là đẹp. Hiệu ứng ultimate của nó rất đẹp. Còn lại thì khi mà không mặc trang phục thì hiệu ứng của nó cũng rất là bình thường thôi anh em. Nổ này. Ôi, không mặc trang phục và nó có cái sự chênh lệch khá là nhiều. Mặc lại trang phục thì chúng ta chắc chắn là sẽ có được cái trận đấu dễ thở hơn so với cái top vừa nãy. Phần đấu trường của chúng ta. Tí nữa xong cái trận này thì mình sẽ cho anh em xem cái chỉ số sát thương gây ra của từng cái tướng một. Chỉ số búp máu rồi là chỉ số thổ em nha. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile. Anh em hãy tải ngay Gear Porter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé. Rồi ok, tôi đã win được em nhé. Hãy cùng xem chỉ số này. Ở đây thì chúng ta sẽ có được Akaza với sát thương. Đó là 14.311.243. Đấy. Chúng ta có được sát sự chống chịu ở đây đó ngang bằng với lại Nezuko này. Đấy nó ngang bằng luôn anh em. Ở đây là 4.026.273 và chúng ta có chỉ số hồi phục là 839.750 anh em nhé. Ở bên này thì sát thương sẽ là 9.363.000. Chống chịu ở đây thì Akaza mạnh nhất với 6.603.598. Còn lại thì hồi máu thua em ở phía dưới khá là nhiều. Ở đây có 909.675 thôi anh em nhé. Ok. Đấy, anh em thấy cái sát thương gây ra của Akaza rất là mạnh. Đặc biệt là cái kiểu búp nổ của nó rất là ghê gớm với sóng xung kích anh em nhé. Ok. Một vị tướng khá là đáng đồng tiền bát gạo ở thời điểm hiện tại, ở cái phiên bản hiện tại. Về sau nó sẽ còn update thêm nhiều những cái vị tướng khác nữa. Mạnh hơn khá là nhiều.
ở bộ chiêu của Akaza thì mình muốn thắc mắc mỗi cái vấn đề, nó là cái sần sóng xung kích này này. Ở đây nó báo là mỗi mục tiêu nhận 2 đến 5 tầng sóng xung kích em nhé. Đấy, sóng xung kích thì nó sẽ gây sát thương bằng 200% công sóng muỗn lượt. Ở đây là nó ghi theo tầng cơ, và nó không ghi rõ là muỗn tầng thì nó sẽ gây ra bao nhiêu sát thương hay là như nào, mà nó chỉ chung chung đó là gây sát thương, cái sóng xung kích này chỉ gây sát thương bằng 200% công sau một lượt thôi anh em. Đấy, nhận 2 đến 5 tầng này. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần sóng xung kích nữa. Đây, nhận 2 tầng sóng xung kích, nếu mà cộng dồn nó vào với nhau mắc tối đa ở đây là 5 tầng này, ở đây nó sẽ là 2 tầng này. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có 7 tầng nếu mà mắc ping. Tuy thế thì 7 tầng hay là 1 hay 2 tầng thì nó không quan trọng ở trong cái bộ chiêu của Akaza hay sao ấy. Tại vì nó chỉ chung lại thôi, đó là gây sát thương bằng 200% công sau một lượt. Đấy, nó mới lạ vậy. Ví dụ như là nó ghi rõ đó là mỗi một tầng sóng xung kích sẽ gây 200% sát thương bằng 200% công sau một lượt thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng mà đây nó không ghi cái gì cả. Đấy, nó không ghi thế nào ghi cả, nên là coi như cái tầng sóng xung kích này nó như kiểu không có ấy. Nó để làm cái gì đâu, nó thừa ra anh em. Đây, mình ví dụ như là mình đi mình đấu cho anh em xem nha. Mình đấu cho anh em xem thì anh em hãy cùng theo dõi nha, để xem là nó gán cái hiệu ứng sóng xung kích vào người kẻ địch. Đây, nó gán vào này thì nó chỉ là có cái tầm nhìn của chúng ta thôi nhé, nó nhìn thấy nó có cái luồng ánh sáng trắng trắng ở đây thôi, chứ còn khi mà click vào cái phần thông tin búp này thì bên địch nó không hề có bất cứ những cái gì nó thông báo cho anh em là đang bị dính sóng xung kích anh em ạ, và nó bao nhiêu tầng nó không hề ghi, nên là chúng ta đang khá là mông lung ở cái vấn đề đó là sóng xung kích anh em ạ. Nó khá là khó ở cái điểm này, không hiểu như thế nào. Nếu anh em nào hiểu cái phần sóng xung kích của Akaza thì hãy comment bên dưới giúp mình nha. Rồi, một lần nữa thì rất cảm ơn anh Nguyễn Trung Hiếu đã hỗ trợ em cái con ác này để mà quay video ngày hôm nay về mapping của Akaza hiện tại. Sẽ còn thêm nhiều những cái video về con ác của anh Nguyễn Trung Hiếu nữa. Rất là mong em ủng hộ bằng cách ấn đăng ký kênh và chuông thông báo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em và chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye.